Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vietablet. Dẫu biết là iPhone mới ra mắt thì bao giờ cũng ngon lành hơn, nhưng nếu bây giờ có hai sự lựa chọn là iPhone 11 và iPhone 12 mini thì bạn có muốn đổi hay là không? Mức giá hiện tại thì chênh lệch đâu đó khoảng vài triệu thôi. Một bên là chiếc điện thoại mới nhất, còn một bên sở hữu cấu hình mạnh mẽ cho những trải nghiệm thoải mái. Và được rồi, ngày hôm nay mình sẽ nói cho bạn biết là bạn nên chọn con máy nào ở thời điểm hiện tại và đâu mới là sự lựa chọn thông minh nhất. Ngay bây giờ thì bắt đầu thôi. Hiện tại giá của cả hai máy đã được cập nhật ở cửa hàng của Vietablet. Cụ thể với 19 triệu là bạn đã có ngay iPhone 12 mini và 14 triệu để có iPhone 11. Đến với cửa hàng bạn sẽ được hỗ trợ trả góp lãi suất 0% và bao một đổi một với bất kỳ lý do gì trong vòng 7 ngày. Đường link cụ thể mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo. Bỏ giá cả qua một bên, mình sẽ đánh giá thực tế trải nghiệm trên từng điện thoại. Đầu tiên đó chính là về thiết kế. Nhìn vào là chúng ta đã thấy sự khác biệt rồi. iPhone 11 sẽ vẫn là thiết kế bo cong mềm mại với khuôn viền nhôm, còn iPhone 12 sẽ nhỏ gọn với kiểu thiết kế là vuông quay trở lại như là hồi iPhone 5. Nó thật sự rất là nhỏ, dễ dàng cầm nắm và thao tác một tay. Riêng mình thì mình vẫn đang sử dụng iPhone 12 mini nè. Lúc đầu đổi điện thoại đúng thật là nó không quen các bạn ạ. Nhưng giờ thấy quen rồi thì iPhone 12 mini vẫn cho những trải nghiệm đáp ứng được nhu cầu của bản thân. Đặc biệt là nó rất là thích hợp với những bạn nữ có bàn tay nhỏ nhắn và xinh xắn. Nhưng quan trọng là trong tầm giá, khi mà mình so sánh hai chiếc điện thoại này thì iPhone 11 vẫn cho trải nghiệm tốt hơn về màn hình. Tại vì màn hình quá nhỏ trên iPhone 12 mini sẽ bị hạn chế rất nhiều thứ, từ giải trí rồi các thao tác hàng ngày hoặc đặc biệt là chơi game sẽ không thoải mái. Còn iPhone 11 thì khác, màn hình 6.1 inch lớn hơn, thoải mái hơn nhiều cho các bạn trong quá trình sử dụng rồi. Nói thật thì bây giờ vẫn có rất nhiều bạn thích cái gì đó nó lớn thì iPhone 11 đáp ứng tốt về màn hình. Nên kích thước màn hình sẽ là điều mà các bạn cần suy nghĩ có nên đánh đổi hay không nhé. Tiếp chỗ phần này thì mình cũng đánh giá luôn về chất lượng hiển thị. Màn hình của iPhone 12 mini có độ phân giải là Full HD+, sử dụng tấm nền OLED và rõ ràng khi xem chất lượng hiển thị về màu sắc, độ sáng thậm chí là góc nhìn thì nó tốt hơn hoàn toàn so với iPhone 11. Thế nhưng khi so sánh với iPhone 11 thì nhiều người vẫn nói rằng iPhone 11 vẫn đẹp và iPhone 12 mini chỉ là đẹp hơn thôi. Mình phải nói thật là màn hình HD+ như thế này đối với mình thì nó vẫn có rổ nhé. iPhone 12 mini thì nó đẹp rõ rệt luôn. Nhưng vì iPhone 11 có kích thước màn hình lớn hơn nên sử dụng, cái trải nghiệm mà nó mang lại thì cảm giác là thoải mái hơn rất nhiều so với iPhone 12 mini. Tiếp theo đó chính là về thời lượng pin. Nhiều người vẫn sẽ trông chờ series iPhone 12 ra mắt sẽ có phần nâng cấp hơn về pin. Nhưng không, thời lượng pin của iPhone 11 tốt hoàn toàn so với pin của iPhone 12 mini, thậm chí là cả iPhone 12. Trong khi pin của iPhone 11 đã là 3.110 mAh, thì iPhone 12 mini chỉ có 2.227 mAh mà thôi. Pin của iPhone 11 thì thoải mái cho các bạn sử dụng trong một ngày với các tác vụ hàng ngày như là lướt web, xem TikTok, thậm chí là chơi game Liên Quân, PUBG các kiểu. Nhưng pin của iPhone 12 mini thì khác. Như bài đánh giá trước về iPhone 12 mini thì pin của nó thật sự là tệ các bạn ạ. Mình chỉ sử dụng một cách hết sức là bình thường như là lướt Facebook, lâu lâu thì xem YouTube và nhắn tin. Thì mình thề là nó chỉ đến được đầu buổi chiều là mình phải sạc lần nữa rồi. Mặc dù thích chỗ nhỏ gọn, dễ cầm nắm cho nên nó thật, nhưng mà điểm trừ lớn nhất lại là về pin. Bây giờ thì còn phải cầm thêm một cục sạc dự phòng bên mình nữa thì nên chắc là mình phải cân nhắc lại chỗ này rồi. Nhưng nếu mà yêu thích em nó quá thì vẫn có thể bỏ qua, vì em nó vẫn có cục sạc là 20W mà. Nói cho các bạn muốn mua iPhone 12 mini vui vậy thôi, chứ sạc nhanh cũng không có siêu nhanh như là các bạn nghĩ đâu. Cái này mình phải nói thật đấy. Đến hiệu năng thì như nào? Một bên là A13 Bionic, một bên là A14 Bionic thì chắc chắn A14 mới nhất trên iPhone 12 đỉnh hơn rồi. Nói là để tham khảo vậy thôi, nhưng cũng có thể đánh giá. Nếu so về hiệu năng trên hai chiếc máy này thì iPhone 11 vẫn có thể sử dụng tốt gần như là iPhone 12 mini. Thực ra thì A14 Bionic đã quá là đỉnh rồi, không có gì chê được hết. Tất cả đa nhiệm mượt mà, tốc độ load nhanh siêu cấp. Nhưng mà để nói riêng về A13 thì nó vẫn còn lành cành đầu. Cơ bản thì A13 Bionic rất là mạnh mẽ rồi. Nếu mà để nói trong các tác vụ hàng ngày để mà sử dụng thì iPhone 11 vẫn làm tốt điều này, không chênh nhau quá nhiều đâu, nên hiệu năng không phải là điểm cộng lớn trên iPhone 12 mini. Mình nói đến đây rồi thì các bạn cũng biết là mình nên chọn một con máy nào rồi chứ. Để mình nói thêm một điểm cuối cùng nữa, đó chính là về hệ thống camera cho các bạn nha.
Về camera chính thì cả hai đều có cam thường và cam góc siêu rộng. iPhone 12 mini thì có khẩu độ lớn hơn một tí là f1.6, nhưng xét về cảm biến thì cả hai sản phẩm này hoàn toàn là tương tự nhau, và mình sẽ để một vài tấm ảnh trên cả hai chiếc máy cho các bạn xem. Gần như không có quá nhiều sự khác biệt ở iPhone 11 và iPhone 12 mini về màu sắc, chi tiết, độ sáng, phải nói là nó như nhau. Cho nên xét về trải nghiệm thực tế sử dụng thì camera của hai con máy này là tương đương nhau. Vậy thì mình sẽ nói nó đẹp như thế nào trên cả hai nhé. Cả iPhone 11 và iPhone 12 mini đều cho chúng ta những hình ảnh thật sự là nịnh mắt và màu sắc tươi sáng. Với độ chân dung xóa phông thì không phải bàn cãi nữa rồi. Nhưng mình cũng đã từng nói thì trên iPhone 12 mini thì đôi khi, mình nói là đôi khi thôi nhé, lấy nét cũng không thật sự là chuẩn, nhiều khi thì bị loang lỗ như thế nào ấy. Đặc biệt phải khen nhiều ở đây là chế độ chụp Night Mode. Ta nói chỉ cần cầm điện thoại lên lia vào vùng tối là nó tự khởi động chế độ chụp đêm. Việc của bạn là tìm một góc đẹp để sống ảo mà thôi. Tin mình đi, chế độ chụp đêm trên iPhone 11 và iPhone 12 mini đều rất là tuyệt vời. Các bạn hãy thử xem nó có đúng như mình nói không nhé. Rõ ràng khi đánh giá nãy giờ thì các bạn cũng thấy chọn con nào rồi chứ. Nhưng tại sao mình vẫn chọn iPhone 12 mini để dùng? Bởi vì nó là chiếc điện thoại mới nhất hiện nay nè. Nó nhỏ gọn và mình cầm thì nhìn cũng rất là dễ thương. Đặc biệt là dễ dàng bỏ vào túi xách. Đối với mình thì những trải nghiệm trên iPhone 12 mini vẫn đủ đáp ứng được các nhu cầu của mình, nên hiện tại mình vẫn quyết định tiếp tục sử dụng em nó. Những bạn nào giống mình thì nên chọn iPhone 12 mini nhé. Còn với iPhone 11, chắc chắn bạn sẽ có một màn hình to cho ra trải nghiệm thoải mái hơn, cấu hình mạnh mẽ để chiến game ngon lành. Đặc biệt, pin trên iPhone 11 vẫn nằm top đầu so với các anh em còn lại của nhà Apple đấy nhé. Và nếu như ai đang xài iPhone 11 thì mình khuyên là các bạn nên tiếp tục mà xài đi. Còn nếu mà muốn nâng cấp lên iPhone mới nhất thì chúng ta hãy chơi lớn hẳn lên iPhone 12 Pro hoặc là 12 Pro Max luôn cho nó ách, khỏi có 12 mini hay gì cả. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn thiết kế mới nhất của iPhone 12 mini hay bạn sẽ chọn những trải nghiệm tốt hơn trên iPhone 11? Hãy chia sẻ bên dưới video của mình nhé. Nếu thấy video của mình ngày hôm nay hữu ích thì đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình và nhấp vào biểu tượng chuông để cập nhật những video hay ho hơn mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.